Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tủ thuốc gia đình là một trong những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Việc chuẩn bị sẵn một số loại thuốc và các vật dụng y tế thiết yếu trong gia đình vô cùng hữu ích khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp tục kéo dài. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Các dụng cụ hỗ trợ. Trong tủ thuốc mỗi nhà, dù không có nhiều thuốc nhưng phải đảm bảo có đủ các dụng cụ hỗ trợ để kiểm tra sức khỏe. 1. Nhiệt kế. 2. Túi chườm nóng. 3. Dung dịch nước rửa tay khô có cồn. 4. Băng gạc cồn. Và 5. Máy đo huyết áp hay đo đường huyết nếu cần. Các loại thuốc giảm đau hạ sốt. Thuốc giảm đau hạ sốt paracetamol là thuốc sử dụng thông thường đối với nhiều người và đem lại hiệu quả cao. Mỗi viên thuốc paracetamol có chứa từ 325mg hoặc 500mg thuốc. Bạn cần đọc kỹ loại thuốc đang có trong gia đình có hàm lượng như thế nào để sử dụng hợp lý, không bị quá liều. Bạn cần tuân thủ khoảng cách giữa các liều thuốc liền kề kéo dài từ 4 đến 6 tiếng. Bản thân thuốc paracetamol khá an toàn nhưng vẫn sẽ gây ra những nguy cơ có ảnh hưởng đến gan nếu sử dụng quá liều. Người lớn không có bệnh lý về gan có thể sử dụng khoảng 4.000mg trên một ngày. Đối với trẻ em hay người bị mắc bệnh về gan, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Thuốc ibuprofen, đây là thuốc có thể hỗ trợ một vài trường hợp xảy ra như đau bụng kinh, đau nửa đầu hay viêm khớp. Đối với những trường hợp đau nhức này, sử dụng ibuprofen sẽ tốt hơn so với sử dụng paracetamol. Ibuprofen khi không kê toa có thể sử dụng theo hàm lượng 200mg, 400mg, khoảng cách các liều từ 6 đến 8 giờ hoặc 600mg và khoảng cách các liều kéo dài 12 giờ. Hai loại thuốc trên đều có thể sử dụng dự trữ nhưng cần cẩn trọng và lưu ý về cách sử dụng cũng như các đồ ăn có thể gây khó chịu đối với dạ dày. Tốt nhất nên sử dụng với liều thấp, sử dụng trong thời gian ngắn. Thuốc điều trị tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy, đau bụng liên quan đến virus đường ruột thì bạn có thể sử dụng thuốc như Smecta, Imodium. Lưu ý chỉ sử dụng thuốc khi bị tiêu chảy trong thời gian ngắn, không có dấu hiệu nguy hiểm như đau bụng dữ dội, đại tiện ra máu. Nếu tình trạng kéo dài trên 3 ngày, bạn cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời. Ngoài ra, bạn cần bù nước và chất điện giải Orezon khi bị tiêu chảy, đặc biệt đối với trường hợp bị tiêu chảy là trẻ em và người lớn tuổi trong gia đình. Các loại thuốc điều trị dị ứng dạng uống hoặc xịt mũi. Thuốc uống cho trẻ em khi bị dị ứng thường có dạng lỏng và được sử dụng theo cân nặng của trẻ. Các loại thuốc này đều chỉ nên sử dụng khi thật sự cần thiết đối với trẻ. Đối với người lớn, các loại thuốc này có những loại thuốc gây buồn ngủ hoặc không buồn ngủ. Bạn có thể lựa chọn cho mình các loại thuốc phù hợp để sử dụng. Các loại thuốc được bác sĩ kê đơn. Đối với gia đình, nếu có thành viên bị mắc các bệnh mãn tính hoặc người lớn tuổi không thể ra khỏi nhà, thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ về các loại thuốc cần sử dụng để nhận được kê đơn trong thời gian dài hơn so với bình thường. Còn đối với người khỏe mạnh, bạn hạn chế tích trữ thuốc, chỉ tích trữ các loại thuốc kê đơn từ bác sĩ vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, làm gì để không gian nhà bạn luôn trong lành trong mùa dịch sẽ là chủ đề chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.